Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ dùng đội hình dự bị trong trận thua 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận cuối vòng loại thứ hai ASEAN 19 diễn ra hôm nay và hứa hẹn có trận bán kết bùng nổ trước Nhật Bản vào ngày mai. Chia sẻ sau trận thua trước đội bóng hạng 6 thế giới, hạng nhất châu Á và là chủ nhà ASEAN 19 Trung Quốc, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam cho biết đối thủ ở đẳng cấp khác so với đội Việt Nam nên kết quả không bất ngờ. Mục tiêu của đội Việt Nam hôm nay là giữ trạng thái cho các tuyển thủ trụ cột khi tung họ vào sân ở ván 1. Sau đó ban huấn luyện trao cơ hội cho các tuyển thủ dự bị ít có cơ hội ra sân. Chỉ có điều các khi vào sân các em chưa tự tin thể hiện khả năng của mình, rụt rè từ phát bóng đến tổ chức tấn công nên ban huấn luyện không hài lòng, ông Nguyễn Tuấn Kiệt nói. Đánh giá về đối thủ Nhật Bản mà đội tuyển Việt Nam chạm trán ở bán kết diễn ra lúc 13:30 ngày mai, huấn luyện viên Tuấn Kiệt cho biết đội bóng này vừa cùng Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 và thắng chúng ta 3-2 ở trận tranh hạng 3. Ở ASEAN 19, đội Nhật Bản mang đến đội hình khá giống giải châu Á, chỉ thay một vài vị trí, đặc biệt là chuyền 2. Chúng tôi đặt mục tiêu quyết tâm cao nhất, từng tuyển thủ thể hiện hết khả năng khi gặp lại đội bóng này, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nói. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết với việc không gặp áp lực thành tích sau khi đoạt vé vào bán kết giúp toàn đội hào hứng và nghĩ đến việc làm được điều gì đó để có thứ hạng tốt hơn. Tôi nghĩ các tuyển thủ Việt Nam sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng ở bán kết, ông Nguyễn Tuấn Kiệt thổ lộ.